chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một cái clip về chạy bộ phong trào. Và đến với Đà Lạt hôm nay mình tham gia giải Đà Lạt Ultra Trail với cự ly là 55 km. Cự ly 55 km này chúng ta sẽ xuất phát từ thung lũng Tình Yêu, đi qua các checkpoint 1, 2, lên đỉnh Lang Biang với độ cao hơn 2000m, xuống đỉnh Lang Biang và chúng ta sẽ downhill ở đồi Rada và đi tiếp đến các checkpoint 7, 8, 9, 10 và về đích lại ở thung lũng Tình Yêu. Mình xuất phát từ thung lũng Tình Yêu lúc 5 giờ, đi qua những con đường nhựa, lên đường mòn theo đường thông, rồi lên và xuống dốc liên tục với độ cao khoảng 200m. Yeah, high five, xuất sắc mọi người ơi. Dạ, tụi em chịu hỗ trợ nước cho mình thôi ạ. Dạ, tụi em chịu là chứ. Nước thứ hai đây. Chiếc tôn số 1. Cái khoảng cách từ checkpoint 1 đến checkpoint 2 theo như ban tổ chức công bố là 7,5 km. Checkpoint 2 là được đặt tại chân đỉnh Lang Biang. Qua checkpoint 1 đoạn mình sẽ đi vào rừng rau tổng tình nhựa, giờ là tên đường đi đến checkpoint 2, chuẩn bị đi vào rừng lại ở đây. Yeah, sau gần 3 tiếng, chính xác là 2 tiếng 50 phút thì đã đến được checkpoint số 2. Sau checkpoint 2 là sẽ leo Lang Biang, con dốc cao nhất của hành trình. Tiến tới cut off time là 12 giờ, tức là mình sẽ có khoảng 4 tiếng để leo Lang Biang. Tốt lắm, chúc anh hai. Toàn cảnh checkpoint 2 ở km 14-50, gồm 5 km checkpoint 2. Từ checkpoint 2 đến checkpoint 3, chứ khoảng cách sẽ là 6 km. Checkpoint 3 sẽ được đặt tại chân đường nhựa, cách khu du lịch Lang Biang 400m. Khoảng cách từ checkpoint 2 đến checkpoint 3 là 6 km. Đây là chặng đua khắc nghiệt nhất của cự ly, với vận động viên phải leo 2167m độ cao với mực nước biển. Bây giờ đi vẫn chưa thấy đồng đội đâu, đi xa hơi trước rồi, quá đông. Tôi cắn bịch gieo đầu tiên,
lưng chừng con dốc chết con hai, lưng chết con ba, tỉnh Lang Biang. Đây là một trong những đoạn dốc nhất của hành trình chinh phục Lang Biang, hướng từ chết con hai lên chết con ba. Cách đi lên an toàn nhất là bám dây theo như ban tổ chức, nhưng với kinh nghiệm leo núi của mình thì mình tự tin dùng gậy và hai chân và không bám vào dây để tiết kiệm thời gian và đi nhanh hơn, không bị tắc đường, không bị phải chờ đợi. Tuy nhiên là mình không khuyến khích mọi người làm theo nha, nếu mọi người chưa có kinh nghiệm leo núi và cách sử dụng gậy thật đúng nha. Không thì mọi người cứ chậm mà chắc, đu dây của ban tổ chức là an toàn nhất. Đó, mọi người có thể thấy một cái anh ở góc trên cùng ngoài kia thì cũng đang đi theo phương pháp là tự đi đấy. Còn đây dây đầu tiên của dốc là nhà đang là km số 17, giờ còn một đoạn nhỏ nữa là lên tới đỉnh Lang Biang. Tắt đường. Đứng lên rồi, đi kính vào. Dễ buồn không? Ủa, Lang Biang. Nó nhập sân nữa rồi. Giờ là 10 giờ rưỡi. Còn một tiếng rưỡi nữa sẽ tới Cao Đá Thầm. Đang tiến về checkpoint 3. Tới checkpoint số 3. Yeah. Km là 20.5. Tiếp nước. Đang lấy sức tiếp. Checkpoint này không có điện giải, có nước. Chuối tới không thấy người quen đâu. Các anh chị em ở đây có ai nghỉ mà hơi lâu lâu rồi, tranh thủ thời gian đi chỉnh thế thì các chị. Mình rời chết banh 3, tiếp tục chinh phục chết banh 4. 20.5 km thì chia ra là được gần 1/3 đường, khoảng 1/3 đường. Tiếp tục. Từ checkpoint 3 đến checkpoint 4, thực ra được gọi là checkpoint số 7, với khoảng cách là 5.5 km theo như ban tổ chức công bố. Được đặt tại khu dân sinh, đoạn giao nhau với cự ly 85. Mình sẽ downhill ở đỉnh đồi radar, rất là gắt, rất là đẹp và nắng nữa. Từ checkpoint 3 đến checkpoint 7 này thì mình sẽ đi qua nhiều địa hình khác nhau, trong đó có đồi trọc, rừng già, đỉnh radar, băng qua hai cái suối đá nhỏ. Không nguy hiểm. Căng tiếp bịch giao thứ hai. Lấy sức. Ở trên bàn bò có mấy người thì DNF, do not finish. Về giao chân thương, lên xe mang tổ chức về. Mà tức. Nhưng mà thôi, có những công cách luyện tập khác nhau mà. Cũng tới giờ trưa rồi. Cái chuối thì cũng không có đủ nó, nên sẽ cắn thêm bịch gieo này, uống thêm viên muối nữa. Mỗi bịch như thế này là 100 calorie. Cắn xong thì bỏ rác lại. Mấy chết bòi bỏ thùng rác. Chứ có nhiều bạn quăng đầy ở trên đường. Không tốt nha. Viên muối thứ hai.
cắn viên muối thứ hai rồi, còn 3 viên cho hành, cho hành trình còn lại. Chủ thế tài anh đau hiu thôi. Sao chấp nhận văn hóa một đoạn thì mình sẽ đau hiu. Bên kia là cây thông cô đơn, chỗ mà mọi người hay cắm trại. Kia là quá trời nhà kính luôn. Đau hiu. Giờ là 11:20, 20 độ. Nắng mà gió thì vẫn mát. Bây giờ là 12:19, cuối cùng cũng tới checkpoint 7. Checkpoint 56 là của cự ly 85 km. Đây là checkpoint 7. Có gì thì đói quá thật. Và có bánh trứng. Bánh trứng mẹ nó cũng cam gò lắm nha. Có lẽ sau khi rời checkpoint 7, mình sẽ đi từ độ cao tầm 300m đến độ cao 500m, lên, xuống, rồi có vài con dốc nhẹ xuyên rừng thông, rồi đi qua những con suối nhỏ trong rừng già quốc gia Bi Đúp nè. Có mấy đoạn suối mát có thể cầm chân, nhưng mà khuyến cáo các bạn không cầm chân nha, dễ bị rợp da sau này, sau khi mà dậy ướt lắm nha. Khoảng cách khoảng là 8km và được đặt trên một con dốc cao. Còn cách khoảng 2km nữa sẽ tới chấp anh 8. Được ăn trưa. Đói đã rồi. Mà rồi đó. Cố lên. Cuối cùng cũng thấy chiếc bánh 8 này. Tiếp tận bên kia kìa. Giờ phải qua xuống một con dốc nữa. Mới làm tới chiếc bánh được, mới được ăn. Ôi là trời. Ở nhà không chịu đi chơi cho cực khó không? Cố lên. Chiếc bánh số 8. Wow. 35-36 kìa. Chỗ ăn thì còn cắt cái bảng này.
chuối, nước dừa. Chắc bánh tám ăn được là đi cháo, nước dừa, nước suối, chuối. Không có dưa hấu. Bây giờ tiếp tục đây. Mục tiêu qua chút bên 9 km. Cái đó tham là 18 giờ. Phải hoàn thành trong thời gian này. Mình rời checkpoint 8 và mình sẽ chạy qua vườn cà phê của người dân địa phương ven suối. Khúc này thì có nhiều khung cảnh nó hùng vĩ lắm, hoàng hôn nữa. Xuyên qua mấy cái rừng thông già đặc trưng của Đà Lạt thì cũng rất là đẹp. CP9 thì được đặt tại cái ngã ba đường dân sinh. Cái đó thăm lần 2 này là vào lúc 18 giờ. Nếu không vượt qua thời gian này thì mình sẽ bị buộc phải dừng lại. Chết con chính ở kia. Cái đó thăm là 18 giờ. Và giờ thì chắc là chưa tới nhưng đang làm dư sức. Mới có 5 nhà máy thôi. Cách coi 100 mét, 200 mét nữa thôi. Khúc xa mình là khúc gây cân. Đó là đuối cái toàn tập rồi, nên là cứ chân chậm mà đi thôi, chứ chạy gì nổi nữa. Cứ chậm mà chắc, tránh chấn thương. Ở chết bên chính rồi. Đi qua dập đếm đây. Yeah. Đủ thời gian có đất thang. Dư khoảng 4-5 phút. Có nước rồi, túi. Giờ mình sẽ rời CP9 để tiếp tục về đích. Ra về đích thì sẽ còn một chỗ ăn, một CP10. Từ CP10 về đích một đoạn ngắn nữa. Cố lên, mình đã hoàn thành cái mốc rồi. 18 giờ, đó. Còn lại là cố gắng đi thật tốt, không chấn thương. Đi về đích. Khoảng cách từ checkpoint 9 đến checkpoint 201 là 3 km. Thêm gì checkpoint 201 là checkpoint mình sẽ được tiếp đồ ăn, nước uống, cháo, đồ ăn tối trước khi mình sẽ đến với checkpoint 10 để về đích. Thì mình sẽ vượt qua những con dốc nhẹ lên xuống liên tục trước khi chinh phục một con dốc cao trong khu vực đường dân sinh. Chịu xuống rồi, quen không? Lát nữa sẽ lạnh đây. Trời rừng tối rồi mọi người ơi. Chuẩn bị phải lôi đèn ra rồi đây. Giờ là 5:51 rồi. Mình nâng cách về đích khoảng 12 km nữa. Giờ anh đến chỗ ăn. Ăn xong làm một hơi. Tới chốt bên chính và về đích. Đây là con dốc. Nghe nói có một con dốc. Con dốc mà hụt hơi chưa để về đích. Cùng thì cũng tới chỗ ăn rồi. Mình sẽ sao thấy cái đèn rồi. Đêm tối leo lét về cái đèn. Đi thôi. Tại đây thì mình đã hoàn thành khoảng 47-49 km. Ở chỗ ăn rồi. Đến đây thì mọi người đã bắt đầu bỏ lỡ ra được là việc cự ly nó dài hơn cự ly công bố của ban tổ chức. Và các bạn đi 55 và 85 đến checkpoint 201 này là đói rã ruột. Còn chuối bánh mì với mì gói ha. Bánh mì gói luôn rồi anh. Chỗ ăn mà gì cũng hết á. Rồi. Tính toán đồ gì thiếu hoài. Chết bò nào cũng thiếu. Năm
năm thôi, chạy ra 59 cây mới một chuối. Dạ không anh, chính xác nhưng mà đi đúng đường thì là 57.4 rồi. Vậy nó 85 nó tới đây là nó xỉu luôn rồi đó. 85 mà sao còn cả nồi luôn. Sao cái gì nó cũng hết hoài vậy. Nha. Cho mọi người ăn đỡ cái này xong rồi lên cái ăn nhé. Chỉ còn chuối và miếng bánh mì thôi. Đây cũng là một việc không thể dự đoán trước. Từ ban tổ chức khi đến đây đã không còn đồ ăn nữa. Và ban tổ chức hẹn Checkpoint 10 sẽ bổ sung đồ ăn cho mọi người. Từ Checkpoint 201 đến Checkpoint 10 là 6 km. Mình sẽ chinh phục một con dốc dài 2 km trước khi đổ dốc về Checkpoint 10. Mình rời Checkpoint 201 trong tình trạng là cũng chỉ ăn được chuối và miếng mì thôi. Vẫn đói. Nếu không nhờ gel và những thanh năng lượng mọi người mang theo thì việc chinh phục Checkpoint 10 ở giai đoạn này cũng thật là khó khăn. Từ Checkpoint 201 qua Checkpoint 10, mình sẽ đi qua một con dốc dài 2 km rất là gắt trước khi đổ về Checkpoint 10. Checkpoint số 10, tiếp đồ ăn cuối cùng trước khi về đích. Ui yeah. Số 10, có cháo, có dưa hấu. Ăn được phần cháo và dưa hấu ở Checkpoint 10 như tiếp thêm động lực và năng lượng gì đó. Từ Checkpoint 10 về đích với khoảng cách là khoảng 5 km, thì vận động viên sẽ tiếp tục qua những đường mòn trong rừng thông, tiếp tục leo xuống dốc liên tục cao khoảng 400m và phải đảm bảo là về đích trước 22 giờ, nếu không thì sẽ được xem như là không hoàn thành. 150m nữa tới, đúng là con dốc nhỏ nhỏ. Sẽ nhận huy chương đó là những mét cuối cùng. Về khu du lịch ở đây. Cố lên. Cuối cùng thì cũng về đích. Cách đích vài chục mét nữa thôi. Dạ mình đã ở Phoenix sau 21:18, tức là coi như là mình đi là gần 16:18 mình đã kết thúc. Tính ra là khoảng 50-60 cây luôn, chứ mà 55 cây nữa mà mình cứ co sai quá sai. Rồi hẹn mọi người clip sau nha, nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều clip mới nữa. Ta-da. Và đó là tất cả những clip gì mà mình muốn mang đến cho mọi người nha. Mọi người có thể thấy được sau cái giải đua này, mọi người có thể thấy là những cái khuyết điểm của ban tổ chức, những cái mà ôi trời ơi mà mình đã nêu lên được chưa. Thứ nhất là cái mà mọi người ngán nhất là mọi người thiếu đồ ăn, nước uống nè. Rồi rút nó dài hơn nè. Chưa kể là khâu tổ chức rất là ối trời ơi, từ băng rôn, cách tổ chức, về đích, vạch về đích, vạch xuất phát các kiểu. Nó rất là nhiều người chê là nào xấu nè, về đích chỗ ăn cũng không có thông báo nè. Rồi các kiểu như là khi mà support vận động viên trên đường đua rất là kiểu như là thiếu trách nhiệm với mọi người. Cho nên là mọi người đói, hết nước, hết đồ ăn. Thì hết đồ ăn thì đã đành đi, nhưng mà hết nước thì cũng hơi hơi khó chấp nhận nha. Hết nước thì mọi người cũng phải đi trong tình trạng thiếu nước.
Cái đó cũng do mọi người một chuẩn bị một phần, như mình thì mình chuẩn bị 1,5 lít nước trong cái túi sau lưng thì không có hết nổi. Tuy nhiên thì điện giải thì chắc chắn mình uống nhiều hơn, nên là điện giải luôn luôn thiếu. Mà đến mỗi checkpoint mà thiếu điện giải thì nó cũng căng. Nên là đây là những điểm trừ của ban tổ chức nè. Chưa kể một số địa điểm là cung 85, cung 55 dễ bị đi lạc do những cái dấu marker nó bị tuột, nó không có rõ ràng và mọi người khó quan sát, thiếu những cái phản quang nè. Trên đường đỉnh điểm như là bạn mình đã từng đi sai tại vì dấu marker nó không được rõ ràng, cho nên là đi lạc một đoạn rồi quay ngược trở ra không kịp thời gian, cách đó tham luôn chắc như vậy. Còn nhiều thứ mà sao nữa mà mọi người lên banh bay của ban tổ chức hoặc là những nhóm chạy giải chạy, những người đã đi và finish và kể cả những người DNF thì mọi người sẽ thấy được là những điều ối giời của ban tổ chức. Thì nói chung giải này mình sẽ đi một lần chứ mình chưa chắc đã hẹn lần sau, vì với những cách tổ chức như thế này thì nó cũng không phải là xứng đáng để mình chinh phục nhiều. Mặc dù cung đường thì đẹp, thêm nữa là như mọi người biết được về thì mới có hình, nhưng mà giải này thì cũng cực kỳ hình và chụp cũng rất là xấu. Chưa kể là trong cái đoạn đường, những đoạn đường đẹp thì không chụp, nhưng mà ở những đoạn cần chụp thì không chụp, những đoạn xấu thì lại chụp, và cách chụp cũng nó cũng rất là không có được chuyên nghiệp với mọi người. Một số đoạn thì lại có một số người chụp dạng như là muốn có hình thì phải donate á, thì dạng như vậy, cho nên là mình cũng không biết được đâu là người của ban tổ chức, đâu là người bên ngoài chụp nữa. Cho nên là nói chung phần hình ảnh là mình cũng không có mong đợi gì nhiều, kể cả khi mình về đích cũng vậy nữa. MC của mình là lúc đó là đang là đứng chơi, không có đọc biết, không có đọc tên, không có đọc km, không gì hết. Khi mà mình đeo huy chương rồi, MC mới thấy mặt mình. Lúc đó lên biết xanh nè rồi. Vậy thôi, ủa MC, ủa alo. Người ta đi thì như về đích một khoảnh khắc nó gì đó nó thú vị, vui. Mà thấy MC mà về đích mà làm vậy là thấy tụt cảm xúc rồi. Chưa kể khi về đích rồi thì đáng lẽ ra thì mình cũng phải có một chút đồ ăn khi mà về đích để người ta ăn tối ăn khuya. Lần này thì về đích là không thấy ai hướng dẫn gì hết, mình đi xung quanh, kể cả áo fitness các bạn cũng mình cũng không biết nhận ở chỗ nào luôn. Đến khi mà mình đi vòng vòng, mình phải đi tí kiếm mình mới biết được là nhận áo fitness bên đây. Rồi lúc mà về đích mình mới biết được là đây là cái huy chương tạm thời luôn. Mình mà không ra chỗ kia nhờ các anh chụp hình để chụp giùm thì không biết là ban tổ chức sẽ ghép cái gì vô cái tấm huy chương thật sau này khi gửi về mình nữa. Và đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt tới mọi người. Bye bye.